Đã từ lâu, mèo được cho là linh vật mang lại may mắn cho tàu thuyền. Thủy thủ thường mang những người bạn đầy lồng này theo để có thể ra khơi an toàn hơn khi phải di chuyển qua những vùng nước khó lường. Tuy nhiên, câu chuyện sau đây lại kể về chú mèo đầu tiên trên thế giới đã mang lại may mắn cho một phi thuyền nọ. Vào tháng 8 năm 1910, Walter Wellman, một nhà du hành, phi hành gia và nhà báo người Mỹ, quyết định thực hiện một chuyến đi xuyên Đại Tây Dương bằng phi thuyền, điều mà chưa ai thời đó làm được. Không may, anh phải rời hành trình ấy đến tháng 10 để phi thuyền America được hoàn toàn sẵn sàng. Và vì thế, Wellman cùng phi hành đoàn gồm 5 người đã lên tàu vào ngày 15 tháng 10 tại thành phố Atlantic, New Jersey. Tuy nhiên, ngay trước khi lái phi thuyền rời khỏi nhà chứa, thì một thành viên phi hành đoàn đã nhìn thấy một chú mèo hoang đang ngủ trong góc. Với một nụ cười tinh nghịch, người đàn ông này xà xuống và ôm lấy chú mèo mướp vào lòng trước khi nó kịp phản kháng. Sau đó nó đã kêu rất to. Khi cả đoàn lên tàu, họ để con mèo trên cái xuồng cứu sinh được treo dưới cabin chính của tàu. Ban đầu, con mèo chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên nó sợ hãi và hoang mang nằm yên trong góc. Nhưng sau khi con tàu cất cánh, thì con mèo được cả phi hành đoàn nhất trí đặt tên là Kido, đã để mọi người biết cậu chàng nghĩ gì về cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ này. Trong vòng nửa tiếng đầu của cuộc hành trình, hoa tiêu của con tàu đã ghi một mục vào nhật ký rằng con mèo đã chạy xung quanh phi thuyền như một con sóc trong lồng. Chớ trêu làm sao, America là chiếc phi thuyền đầu tiên được trang bị radio. Và tin nhắn vô tuyến đầu tiên được gửi từ một phi thuyền là từ kỹ sư Melvin Vanneman gửi cho thư ký dưới mặt đất: Roy, hãy đến và lôi con mèo khó ưa này đi. Cuối cùng, cả phi hành đoàn đều cảm thấy mệt mỏi với những quậy phá của con mèo và đồng ý rằng nó phải ra đi. Họ nhốt con mèo trong một cái túi vải, nhiệm vụ đó không dễ dàng chút nào đâu, rồi đưa nó xuống cho các nhà báo đang đi theo đuôi khinh khí cầu trên một con thuyền máy. Nhưng biển cả lại không muốn hỗ trợ họ, sóng quá động nên con thuyền không thể theo kịp và chiếc túi chứa con mèo hẳn là đang điên tiết đã được kéo trở lại phi thuyền. Và nếu bạn đang thắc mắc thì vâng, họ đã thả con mèo khỏi cái túi. Sau chuyện đó, Kiddo ít quậy phá hơn trước vì nó biết được rằng suýt nữa là mình toang rồi. Nếu đẹp trời, chú mèo ấy thậm chí còn leo lên đỉnh cột buồm của tàu cứu hộ và tắm mình trong ánh nắng ấm áp. Thật không may cho anh chàng lắm lâu nay, con tàu thường xuyên phải đụng độ thời tiết khắc nghiệt và đó là khi phi hành đoàn nhận ra họ thực sự may mắn khi có con mèo này bên mình. Murray Simon, hoa tiêu của con tàu, cho biết Kiddo tuyệt hơn bất kỳ cái phong vũ biểu nào. Kiddo có thể dự đoán rất chuẩn mỗi khi thời tiết chuẩn bị xấu đi và cảnh báo cho phi hành đoàn. Nó cáu kỉnh và nằm im hàng giờ trước khi bão đến, dù cho mặt trời vẫn đang chiếu sáng trên bầu trời. Hành vi này đã cứu các phi hành gia khỏi rất nhiều rắc rối và thậm chí còn có thể là bảo vệ tính mạng của họ 2 hoặc 3 lần. Và khi cơn bão ập đến, con mèo trở nên kích động và bắt đầu gào rít. Điều duy nhất các phi hành đoàn có thể làm để giúp nó là lấy chăn phủ kín rồi đặt chú mèo lên một chiếc võng. Nhưng rồi một ngày nọ, Kiddo trở nên im lặng đến lạ thường, ngay cả đối với chính nó. Con mèo trốn trong góc khinh khí cầu America và kêu meo meo rất tội nghiệp. Cả phi hành đoàn đều biết rằng đó không phải là một dấu hiệu tốt, nên đã bắt đầu chuẩn bị cho thời khắc chạm trán cơn bão lớn, mặc dù thời tiết vẫn tốt. Bản năng của con mèo đã đúng như mọi khi. Không lâu sau, bầu trời ở phía đông bắc của con tàu tối sầm lại và gió đang nổi lên nhanh chóng. Chỉ trong vài giờ, cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay đã đánh vào phi thuyền và thổi nó khỏi lộ trình. Phi hành đoàn có lẽ đã vượt qua cơn bão nếu không gặp phải một rắc rối nữa, đó là động cơ hỏng. Phi thuyền nhanh chóng mất độ cao và có nguy cơ rơi xuống vùng biển đục ngầu bên dưới. Đáng tiếc thay, đã đến lúc phải từ bỏ nhiệm vụ. Cả 5 phi hành gia và con mèo lúc này đang bám vào ngực của một cá nhân trong đoàn để xuống xuồng cứu sinh và cắt dây khi họ đã đủ thấp. Chiếc phi thuyền được giải phóng khỏi trọng lượng của phi hành đoàn và con tàu nên đã nhanh chóng bay lên rồi biến mất trong màn mưa và không bao giờ xuất hiện lần nào nữa. Phi hành đoàn đã cố hết sức chiến đấu với đại dương bão tố cho đến khi nhìn thấy một con tàu ở đằng xa. Thời tiết đã trở nên tốt hơn, vì vậy họ bật đèn Morse lên và gửi tín hiệu cấp cứu cho con tàu đó. May mắn thay, họ đã được chú ý. Hóa ra chiếc tàu nọ chính là tàu thư tín Hoàng gia Anh Trent đang trên đường đến New York. Và Trent đã giải cứu những nhà thám hiểm gặp nạn. Thật ngạc nhiên khi chú mèo Kiddo đã ngủ rất ngon trong một buồng riêng của tàu cứu hộ suốt khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, điều đó không kéo dài được lâu. Ngay khi vừa thức dậy trên con tàu Trent, nó đã bắt đầu thể hiện lại tính cách của mình, lần này là với thủy thủ đoàn của con tàu mới.
Nó rú lên và chạy khắp nơi dọc theo boong, khiến mọi người rất bực mình. Nhưng 5 thành viên phi hành đoàn của America giờ đây đã biết cách khiến Kido bình tĩnh, nên đã nhanh chóng mang cho nó một bữa ăn mới ra lò. Cách đó đã hiệu quả. Con mèo bắt đầu đánh chén và nhanh chóng hài lòng. Đúng như một trong những thành viên phi hành đoàn đã phát biểu, họ đã sáng suốt khi đưa Kido đi cùng trong cuộc hành trình. Mèo có 9 mạng sống và con mèo này chắc chắn đã dành ít nhất một mạng của mình để cứu phi hành đoàn America. Tàu Trent đã đưa cả đoàn đến New York một cách an toàn. Ở đó họ được hoan nghênh nhiệt liệt. Dù không vượt qua được Đại Tây Dương, nhưng America vẫn lập kỷ lục là phi thuyền có hành trình dài nhất và đã mở đường cho những nhà thám hiểm trong tương lai. Còn chú mèo anh hùng cũng nhận được vinh quang xứng đáng của riêng mình. Trong một dạo, nó được trưng bày tại cửa hàng lớn nhất ở New York, nằm trên một tấm đệm êm ái bên trong chiếc lồng mạ vàng. Nhiều tấm bưu thiếp đã được in ra với hình ảnh Kido đang nằm dài như một ngài quý tộc vậy. Kido đã được đổi tên thành Trent theo tên con tàu đã cứu nó, và rồi nó đã tìm thấy ngôi nhà mới cùng Edith, con gái của Walter Wellman. Nó đã thoải mái sống phần đời còn lại và không bao giờ phải đi du lịch bằng đường hàng không nữa. Có lẽ đây đúng là chú mèo quý tộc trong truyền thuyết rồi.